Ấy, vâng, em sai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay có một cái niềm vui phải nói là rất là vui các bạn ạ. Lại thêm một cái thành viên phải nói là rất là đẹp. Cứ thích màu đỏ. Đấy. Vừa về đến sân xong các bạn nhé. Một cái tác phẩm si phải nói là hết lực chấm. Bây giờ thì quý vị các bạn cũng yêu sai tiến lại gần cái tác phẩm C này. Wow. Một cái tác phẩm mà phải nói là rất là quý quý vị các bạn ạ. Cái này thì chắc chắn là nó không có cây thứ hai rồi. Kinh điển. Đây mới là búp đỏ các bạn nhá. Đấy, đỏ quanh năm ngày tháng, không phải mùa nào gọi vào đỏ theo mùa, đỏ quanh năm ngày tháng các bạn nhé. Một cái tác phẩm si cổ búp đỏ. Cái này là vừa mới đỏ, nói chung là đỏ như máu luôn các bạn nhé. Đây, để em quay gần một chút cho các bác chiêm ngưỡng cái tác phẩm này, cái búp của nó các bạn. Nói chung đỏ thẫm như là máu luôn này. Ra một chút nữa nó còn đỏ tươi. Đây là lá nó to rồi các bạn nhé, để cái lá của nó mà bé bé một chút, nói chung nó mới ra ấy. Đây cũng lá cũng già rồi nhưng nó vẫn còn đỏ này, đỏ lắm các bạn. Nó là một siêu phẩm si cổ các bạn nhé. Ui, chết chết cái màu này này. Thứ hai là cái phần độ thân nữa các bạn nhé, cái độ thân của nó thì đây em đứng gần một chút. Đây nhưng mà sai quay trước các bạn nhé. Em sẽ chỉnh xa một chút này, gần một chút, gần gần một chút. À, trước không gần. Đây, các bác so với người nhé. Thì đây là một cái tác phẩm si búp đỏ. Thực ra là mình cũng rất thích cái cây này từ lâu rồi, nhưng không có điều kiện sở hữu luôn. Thì những cái dòng cây cổ mà quý như này bây giờ giá cũng rất là cao, nhưng không rẻ, họ nhiều tiền, khá nhiều tiền. So với mình thấy là phải nói là rất là đậm các bác nhé. Đây là một cái cốt cây thì ra là hiếm gặp. Cây si cổ nhiều nhưng đúng là cái dòng si mà để bây giờ là nuôi nó lở như này. Lở như này mà cái chất lá như kiểu này thì thực ra là các bác đi nhiều các bác cũng gặp rồi đấy, hiếm lắm. Phải nói là rất là cảm xúc các bác. Đấy, so với người các bác nhé, đây, nó so với người. So với người mà nó cao tầm này này, đây, từ mét chậu lên khoảng tầm 20 này, 40 này, 60. Cao khoảng tầm 80 phân. Đấy. Một tác phẩm si cổ nó như này. Thứ nhất là cảm giác này các bạn. Wow. Cái cảm giác mà được xịt vào mỗi buổi sáng, xịt những tác phẩm thành phẩm này rất là quý. Bây giờ Imasai sẽ review chi tiết một chút để các bác cùng ngắm nhé. Phải nói mà chất chơi người rơi các bạn. Đấy. Về cái đấy cao 80 phân nha các bạn nhé. Về cái độ chất chát của tác phẩm này thì miễn bàn rồi. Đây. Nọ là trong góc vườn là nhìn nó hơi khó này. Các bác để ý những cái phần quái của cây này. Đấy. Si cổ nhưng đây là những phần lạc các bác nhé, đây là lạc nhé chứ không phải rễ đâu nhé. Đây tất cả đây là phần lạc thân này. Rồi cái dòng si này càng cổ càng quái càng ở đây. Các bác bây giờ phải để ý này, tất cả những phần rễ này, đấy những phần rễ thân này nó đục bắt đầu lu lu này, đây mới là cái phần phải đáng chú ý này. Càng nuôi lâu những cái loại này, đây là lu nhưng mà nhé, nu lên này, nó lu tôi lu đẩy rễ lên. Phải nói là Imasai rất là cảm xúc trước cái tác phẩm si búp đỏ của đây. Tất cả những hệ thống các bác nhìn thấy phần bên trong này chuồn chuồn hết, nói chung là tất cả lạc thịt mà nó ra như này. Wow, ôi cảm xúc quá các bác ạ. Đây là vừa đi đường lá nó hơi bị táp. Cây này mà các bác mà xem cái tầm mà nó vừa mới lên búp ấy. Đấy. Cái chỗ phần này nó to hơn xô sơn các bác nhé, to hơn xô sơn. Vành đây chắc phải 100 hơn 100. Xoay gần cái độ thời gian này. À, đây. Nói chung là như Emosai đã chia sẻ rồi, những cái tác phẩm si mà cổ cổ nhưng mà nó lại hàng cục cổ nữa thì nó rất là quý. Đấy. Cây này nó lại cả một cái cục xong nó lại là cái đầu cổ nữa. Đây.
chung các bác mà chịu khó mà nuôi được nhiều mầm thỏ này thì nó mới lở gốc cây đây. Đấy các bác thấy nuôi mầm thỏ to này mà cây nó có lon là tí nào đâu, tất cả những phần này nuôi này nó có như này. Đấy, đây này. Đây là cái mầm thỏ vừa nuôi cắt mới được mấy tháng này, nó cây có lon đâu, cái mầm mới nó cũng có lon đâu. Ôi xời ơi, quá select một tác phẩm C. Nhìn ở trong video có vẻ là các bác nhìn tưởng nó bé, đấy so với vừa lấy em Mimosai là đứng cạnh. Đấy. Cảm xúc ơi là cảm xúc các bác ạ. Đấy, vừa rồi rất là cảm xúc Mimosai đã chia sẻ tác phẩm C này. Đấy. Thì đợt tới này Mimosai sẽ làm về và sẽ có một số tác phẩm nữa. Đấy. Hiện đây Yomasai lại chia sẻ thêm một số cái cốt si. Ui dồi. Cốt này thì Yomasai chia sẻ cũng khá là nhiều rồi. Một cốt si mà em đang tạo tác. Rồi Yomasai cũng đóng thêm một cái phần dưới kia. Chuẩn bị ra Tết là mình sẽ đại phẫu cái cánh tay này này. Cánh tay này. Cái cánh tay này này. Hiện nó sẽ bẻ gập xuống các bạn nhé. Đấy. Và cắt bớt một cái tay kia đi. Hiện tại là cây nó chưa khỏe, mình không muốn làm tiếp. Tác phẩm si này thì Yomasai cũng đã chia sẻ cái video trước rồi. Đồ này nuôi được tất cả, nuôi những cái đồ già nó phải già như này. Đấy, thì nó mới có những cái thành quả, nó biến cây được các bạn. Khủng lắm các bạn, đây là những cái cây si, nói chung là nó sẽ là cái hàng rất tiềm năng, rất có điều kiện lên nhiều tiền. Đấy, đây còn đây là những cốt xanh nằm điền. Cốt này thì vừa rồi khi mà sai mới giật xong này. Đấy, lưu cục già lùn nực. Thì các bác biết là những cái cốt chất lượng như này thì cũng không còn nhiều. Đây là cái đồ xịn. Cái này mình cũng được mấy nước giặt rồi các bác nhé. Đấy. Các bác nhìn trong ảnh cho nó bé thế, mà nhìn ngoài nó to thế. Tất nhiên nhìn ngoài lúc nào cũng phải to gấp mấy lần rồi. Đấy, phần này bắt đầu lấy mầm là mình lại cắt bông răm rồi. Cảm xúc lắm các bạn, nuôi cây mà mỗi một lần cắt nó cảm xúc rất là nhiều. Đấy. Tất cả các bạn nuôi những cái phần vai này, nu lạc giật như này. Cái này mình nuôi cố thêm các bác nhé. Đấy, nuôi cố thêm khoảng tầm vài ba tháng nữa mình giật cho nó mút hết cái sẹo này. Đấy, những phần tay đỡ này cũng không cần to lắm. Vừa cái ngọn này chuẩn bị lại được cắt cái ngọn này rồi. Cô xì, đây là xì búp rất đẹp. Cốt này thì đợt này nó mới lại màu này. Giờ mới lại màu các bác nhé, là chuẩn bị đôi 3 tháng nó là lại được giật rồi này. Đây là những cái cốt phải nói là Yomasai rất thích những cốt tiềm năng. Chọn cái đồ nó sạch sẽ, nuôi nó cũng khá là nhanh. Đấy. Thế mà sắm một vài chục cốt như này chơi cũng là rất là sướng rồi. Đấy thì cái cảm xúc Yomasai vừa rồi đã chia sẻ các bác một tác phẩm C. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.